Xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức Hành trình tương lai ngày hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 6. Hồng Nhung kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực, bình an, hòa ái và một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt nhất. Ngay sau đây là những tin tức trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. 80% bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tại thành phố Hồ Chí Minh không có triệu chứng. Nhân viên siêu thị Copmark và trại tạm giam Chí Hòa phát hiện các ca dương tính. Phú Yên phát hiện thêm 20 ca dương tính, chợ Tuy Hòa tạm dừng hoạt động. Thêm 21 ca nghi nhiễm mới, Đồng Tháp dừng chợ đêm và cấp căn cước. Việt Nam tổng hợp thành công thuốc điều trị viêm phổi Vũ Hán. Có nên áp mức tiền ủng hộ mua vaccine để phòng dịch. Hỏa hoạn trong khu công nghiệp ở Đồng Nai. Đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế. Công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội nghẹn ngào khi được nhiều người ủng hộ. Bộ Tư pháp lên tiếng việc giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần. Hàng nghìn hộ dân phải dùng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng. Đường sắt Cát Linh Hà Đông áp giá sai hàng trăm tỷ đồng. Tổng số liệu ca mắc trên cả nước. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo VN Express, giới chức thành phố Hồ Chí Minh nhận định khoảng 80% bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán trong đợt dịch này không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Cụ thể, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có khoảng 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp, 80% ca mắc không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Trên thực tế, giới chức y tế vẫn chưa được hiểu rõ về mức độ lây nhiễm của người mắc bệnh nếu họ không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng và cần thêm thời gian để nghiên cứu. Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng mô hình điều trị tháp 3 tầng từng được triển khai tại tỉnh Bắc Giang. Tầng 1 là các bệnh viện dã chiến điều trị ca nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tầng 2 là các bệnh viện được chuyển đổi công năng, tiếp nhận các ca có triệu chứng. Tầng 3 là các bệnh viện chuyên trách hồi sức cấp cứu chuyên sâu đối với các trường hợp nặng và nguy kịch. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt bùng phát cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay với 3.280 ca bệnh ghi nhận từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 28 tháng 6, xếp thứ 2 cả nước. Các bệnh viện thành phố đang điều trị 3.045 bệnh nhân. Chiều 28 tháng 6, thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn quận Tân Bình vừa xuất hiện ca dương tính mới là nhân viên bán hàng tại siêu thị Copmark trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Bệnh nhân này sinh sống ở quận Tân Phú. Trước đó vài ngày, bệnh nhân có triệu chứng như ho, sốt nên đã đến tiệm thuốc tây gần nhà để mua thuốc, nhưng nhân viên không bán. Sau đó người này đi khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly và chữa trị. Theo đó, những người từng đến siêu thị trên từ 7 giờ ngày 12 tháng 6 đến 16 giờ ngày 26 tháng 6 được yêu cầu nhanh chóng đi khai báo y tế. Cùng ngày, trại tạm giam Chí Hòa tại số 324 đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thông báo tại đây đã xuất hiện 3 ca nhiễm mới, trong đó có 2 người thuộc đội quản giáo số 1 và 1 y tế bệnh viện Chí Hòa. Do đó, trại tạm giam Chí Hòa thông báo đến các đơn vị là tòa án và viện kiểm sát liên quan, các luật sư nếu tiếp xúc gần với 3 cán bộ chiến sĩ trên, khai báo y tế trước khi vào khu vực này làm việc. Theo thông tin từ tỉnh Phú Yên, tỉnh này vừa phát hiện thêm 20 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca dương tính của tỉnh này lên 58 ca. Trong đó, thành phố Tuy Hòa có 36 ca, huyện Sơn Hòa có 19 ca và thị xã Đông Hòa có 3 ca. Tỉnh Phú Yên đang tiến hành truy vết các F1 và F2 liên quan đến các ca mắc mới để lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, do kết quả truy vết điều tra dịch tễ các F0 có lịch sử di chuyển tiếp xúc với nhiều người tại chợ Tuy Hòa, nên thành phố Tuy Hòa quyết định tạm dừng hoạt động chợ Tuy Hòa từ 16 giờ ngày 28 tháng 6. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa triển khai thông báo để tiểu thương, người làm việc tại chợ Tuy Hòa phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng dịch tại chợ. Theo báo VN Express, nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tìm ra phương pháp rút ngắn quy trình tổng hợp thuốc Favipiravir dùng để kháng viêm phổi Vũ Hán. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn, phù hợp điều kiện sản xuất ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cũng nhằm hạn chế sự phụ thuộc nguồn thuốc nhập khẩu. Được biết, Favipiravir trên thế giới hiện đang thử nghiệm lâm sàng trong điều trị viêm phổi Vũ Hán đến pha 3, hiệu quả tới 97%. Loại thuốc này được chỉ định trong các trường hợp nhẹ hoặc trung bình, ngăn ngừa bệnh tiến triển đến mức độ nghiêm trọng hơn, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn và giảm gánh nặng điều trị bằng cách rút ngắn thời gian nằm viện. Bên cạnh đó, thuốc giúp loại bỏ virus sớm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số báo liên tục phản ánh về việc một số địa phương áp đặt người dân góp tiền mua vaccine viêm phổi Vũ Hán. Vậy việc kêu gọi ủng hộ tiền mua vaccine quy định mức tối thiểu như vậy đúng hay sai? Theo luật sư Mai Thảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, việc thành lập quỹ vaccine là nguồn lực của cả xã hội nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch viêm phổi Vũ Hán. Như vậy, về nguyên tắc các khoản đóng góp cho quỹ này trên tinh thần tự nguyện, không mang tính chất bắt buộc, nên việc có một số địa phương đưa ra mức tối thiểu khi kêu gọi người dân đóng góp cho quỹ vaccine là hoàn toàn không phù hợp. Cũng theo quan điểm của chuyên gia pháp lý, quỹ này cần được hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả các nguồn thu và nội dung chi của quỹ. Theo báo Vietnamnet, vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6, một số công nhân vừa vào làm việc sau ca nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn ở khu sản xuất mực in, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh hóa chất Arirang nằm trong khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, khoảng 100 công nhân đang làm việc hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng vòi nước và bột khô, một loại chữa cháy chuyên dùng cho hóa chất, dập lửa song bất thành. Do khu xưởng chủ yếu chứa hóa chất, mực in, hạt nhựa nên lửa nhanh chóng bao trùm toàn xưởng, rộng chừng 1.000m2. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đe dọa các nhà xưởng xung quanh. Hiện tại nguyên nhân và thiệt hại trong vụ việc đang được xác minh làm rõ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ đề xuất các ngành chức năng cho phép dùng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh. Đề xuất dựa trên cơ sở ngày 1 tháng 7 tới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan đầu tiên ngoài ngành công an được kết nối xác thực dữ liệu với hệ thống này và đã rà soát đối chiếu 8,1 triệu thông tin cá nhân từ hệ thống dữ liệu dân cư. Lộ trình chi tiết chưa được công bố, song theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện có thể đọc thông tin từ mã vạch QR code trên căn cước công dân, sau đó gửi yêu cầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu xác nhận thông tin. Khám chữa bệnh theo hình thức này giống như dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc thẻ điện tử trên ứng dụng VSSID. Gần đây, thông tin về hoàn cảnh của gần 200 công nhân thu gom rác thải ở Hà Nội bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người và Mạnh Thường Quân đồng cảm đã đứng lên kêu gọi ủng hộ cho những hoàn cảnh trên. Trong số những người nhận được tiền ủng hộ có ông Đăng, người bị cụt mất một chân. Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn đeo chân giả đi 60km, vắt kiệt sức lực để vật lộn với rác. Cho biết ông vui mừng khi được nhận khoản tiền gấp mấy lần tháng lương của mình, vì sợ mất tiền nên ông thức cả đêm để canh gác. Được biết, công ty Minh Quân nay là công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội, được thành lập vào tháng 5 năm 2007. Thế nhưng chỉ trong 13 năm, tức từ năm 2007 đến năm 2020, công ty này đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khoảng 20 lần. Trước nỗ lực đòi lương của người lao động và sức ép từ nhiều phía, vào ngày 19 tháng 6, công ty này mới trả trước được 500 triệu đồng tiền lương cho công nhân, 1,3 tỷ còn lại sẽ thanh toán vào trước ngày 10 tháng 7. Bộ Tư pháp vừa hoàn đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội liên quan đến đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, cũng như giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Theo Bộ Tư pháp, việc thực hiện đề xuất trên có thể dẫn đến mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thấp hơn so với mức hưởng hiện nay. Do đó, để tránh gây ra những phản ứng xã hội không tốt như trường hợp luật bảo hiểm xã hội năm 2014, đề nghị bên chủ trì soạn thảo nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, nhất là về lộ trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tránh gây ra tâm lý hoang mang cho người lao động. Về đề xuất giảm thời gian đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm để nhiều người hưởng lương hưu, Bộ cho rằng nếu đóng với thời gian ngắn, mức lương hưu người lao động nhận được thấp, có thể không đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động khi nghỉ hưu và có thể dẫn đến nguy cơ phải điều chỉnh lương hưu đối với người có lương hưu thấp trong tương lai. Truyền thông trong nước đưa tin, tại tỉnh Quảng Trị nhiều năm nay, người dân phải dùng nguồn nước trong sinh hoạt bị nhiễm mặn và ô nhiễm nặng. Nhiều người dân rất lo lắng bất an bởi bệnh tật ngày càng nhiều, đặc biệt là các hộ dân sống ven các con sông và ven biển, nơi tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay. Theo người dân ở xóm dưới thôn Hải Chữ, xã Trung Hải cho biết, ở sát nhau có khoảng 10 ngôi nhà, nhưng có đến 5 nhà có bệnh nhân bị ung thư. Ngành y tế ở địa phương này cũng xác nhận những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư tại xã Trung Hải gần như cao nhất huyện Gio Linh. Riêng năm 2021, đã có 32 người mắc bệnh ung thư, 6 người đã qua đời và nhiều loại bệnh khác. Trong khi đó, nước sông Bến Hải và ở vùng đông ven biển Quảng Trị cũng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng,
khiến hàng ngàn hộ dân sống tại đây không thể sử dụng được. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư dự án đã dự toán một số hạng mục công việc xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị chưa phù hợp quy định, làm tăng giá trị dự toán các hạng mục công trình. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải áp sai giá nhân công xây dựng với số tiền hơn 222 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu tăng gần 72 tỷ đồng, nhà ga trên cao tăng 101 tỷ đồng, underpass tăng hơn 42 tỷ đồng, phần đường dây tăng 4,7 tỷ đồng và đường tránh quốc lộ 6 tăng 1,7 tỷ đồng. Được biết, tổng mức đầu tư dự án Cát Linh - Hà Đông là 868 triệu đô la Mỹ, nhân sự vận hành toàn hệ dự kiến gần 700 người, trong đó 200 người được đào tạo ở Trung Quốc. Vào cuối tháng 4 năm 2021, tư vấn Pháp đã cấp chứng nhận an toàn hệ thống, dự án hiện vẫn đang chờ cái gật đầu từ Hội đồng nghiệm thu nhà nước trước khi có thể chính thức chạy thương mại. Tuy nhiên, trước đó tư vấn Pháp cũng đưa ra nhiều khuyến cáo liên quan đến an toàn của dự án này. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 28 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm hơn 391 ca mắc mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 382 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 218 ca, Bình Dương 40 ca, Bắc Giang 26 ca, Quảng Ngãi 20 ca, Bắc Ninh 16 ca, Nghệ An 11 ca, Đồng Nai 11 ca, Phú Yên 10 ca, Hà Tĩnh 7 ca, Long An 6 ca, Bình Thuận 6 ca, Lạng Sơn 2 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Hòa Bình, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Tháp và Đắk Lắk mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 16.041 ca, trong đó có 76 ca không qua khỏi, 9.446 ca đang điều trị và 6.519 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần 1 là 370 ca, số ca âm tính lần 2 là 125 ca, số ca âm tính lần 3 là 152 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 177.486 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.996 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 42.303 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 133.187 người. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hàn Quốc tẩy chay kim chi sau phốt kim chi Trung Quốc siêu bẩn. Trung Quốc vận hành đập thủy điện lớn thứ hai thế giới. Luật sư nhân quyền Trung Quốc bị tra tấn đến tàn tật. Bắc Kinh lại ê mặt vì tôm hùm Úc. Bắc Mỹ hứng chịu nắng nóng thiêu đốt, nền nhiệt cao kỷ lục. Đại sứ Israel tại Mỹ từ chức. Nghị viện châu Âu thông qua đạo luật khí hậu. Campuchia giải cứu sư tử giữa thủ đô Phnom Penh. Trên đường đến Biển Đông, tàu sân bay Anh điều động F-35 tham chiến. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Báo Korea Times mới đây đăng bài viết, việc lo ngại đồ nhập khẩu từ Trung Quốc mất vệ sinh đã dẫn tới một chiến dịch ăn kim chi an toàn ở Hàn Quốc. Cụ thể, theo tờ báo này, người tiêu dùng Hàn Quốc đã bắt đầu tẩy chay kim chi được sản xuất ở Trung Quốc. Họ ngày càng xem xét kỹ lưỡng hơn quá trình tạo ra những loại thực phẩm được đặt trên bàn ăn của mình. Nỗi lo về vấn đề vệ sinh tăng lên sau khi những người dân ở đây xem một video ghi lại cảnh một người đàn ông lội nước đến phần bụng trong một bể ngâm cải thảo tại một nhà máy sản xuất kim chi Trung Quốc. Đáng chú ý, người đàn ông này không mặc áo và bể nước có màu vần đục. Được biết, Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 300.000 tấn kim chi từ Trung Quốc mỗi năm. Phần lớn số kim chi nhập khẩu này sẽ được đưa tới các nhà hàng và quán ăn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 28 tháng 6, nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than khổng lồ trên thượng nguồn sông Trường Giang bắt đầu hoạt động. Khi vận hành đầy đủ từ tháng 7 năm sau, dự án này sẽ có thể sản xuất lượng điện lớn thứ hai thế giới, chỉ kém đập thủy điện Tam Hiệp. Trong kế hoạch 5 năm mới nhất cho giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tứ Xuyên đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 10 nhà máy thủy điện và bắt đầu xây thêm 7 nhà máy nữa. Tuy nhiên, các nhóm hoạt động vì môi trường đã chỉ trích những dự án thủy điện khổng lồ trên sông Trường Giang và các sông nhánh vì lo ngại tác động phá hủy môi trường sống của các loài động vật dưới nước và làm mất lượng phù sa bồi đắp vào đồng bằng từ lũ tự nhiên. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Dư Văn Sinh đã bị kết án 4 năm tù về tội kích động, xúi dục khi kêu gọi cải cách nền chính trị của chính quyền Trung Quốc. Ông Dư đã bị giam giữ tại trại giam Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô trong 3,5 năm, đến nay vẫn không thể tham gặp trực tiếp. Gần đây, bà Hứa Diễm, vợ luật sư Dư, đã đăng bức thư mà ông gửi về nhà lên Twitter. Bà Hứa tiết lộ rằng tay phải của ông Dư bị tra tấn đến tàn tật và chỉ có thể viết lá thư này bằng tay trái.
Ngoài ra, trong thời gian bị giam giữ, ông Dư còn bị cấm liên lạc, mua đồ và bị hạn chế việc đọc sách. Được biết, trong những năm gần đây, luật sư Dư Văn Sinh đã đại diện cho nhiều vụ án liên quan đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Luật sư này cho biết không có bất kỳ điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là phạm pháp và môn khí công này có thể hiện ra những đức tính tốt đẹp của văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa. Ông Dư nói, đây là vấn đề nhân quyền mà Trung Quốc cần quan tâm nhất lúc này. Tôm hùm Úc từng là một trong những món xa xỉ bậc nhất trên bàn tiệc của người Trung Quốc. Quốc gia này cũng từng nhập khẩu hơn 90% tôm hùm của Úc mỗi năm. Tuy nhiên, vì Úc đã đáp lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ và loại Huawei khỏi việc xây dựng mạng 5G với lý do cân nhắc về an ninh quốc gia, đồng thời Úc cũng đi đầu trong việc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của đại dịch, nên chính phủ Trung Quốc đã đáp trả thương mại song phương và tôm hùm trở thành một trong những nạn nhân của cuộc đấu tranh địa chính trị này. Vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu tôm hùm Úc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hồng Kông bất ngờ trở thành nhà nhập khẩu và tiêu thụ tôm hùm Úc lớn nhất thế giới, và cùng lúc, lượng hải sản của Trung Quốc nhập khẩu từ Hồng Kông cũng tăng lên. Một chuyên gia cho biết, việc chính phủ Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc là để gây áp lực và gửi thông điệp chính trị. Nhưng không ngờ chính trị không địch lại được bao tử của người dân. Tôm hùm Úc vẫn bò đến Trung Quốc qua các kênh đặc biệt. Theo hãng tin AFP, trong tuần qua, khu vực Tây Canada và Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ ghi nhận nhiệt độ tăng sốc. Đây được xem là đợt nắng nóng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tại British Columbia, Canada, hơn 40 kỷ lục mới về nhiệt độ cao đã được thiết lập. Cơ quan môi trường Canada phát đi cảnh báo với hàng loạt khu vực về một đợt sóng nhiệt lịch sử kéo dài nguy hiểm trong tuần này. Theo ước tính, nhiệt độ trong đợt nắng nóng này tăng cao hơn 10-15 độ C so với mức bình thường. Đáng chú ý, làng Lytton ở Canada thiết lập mốc kỷ lục nhiệt độ hôm 27 tháng 6 ở mức 46,1 độ C, phá mốc 45 độ C ghi nhận ở Saskatchewan năm 1937. Nhà khí hậu Canada David Phillips cho biết, nhiều khu vực ở Tây Canada thậm chí còn nóng hơn cả Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một khu vực nổi tiếng với các sa mạc nóng bức ở Trung Đông. Trong khi đó, cơ quan thời tiết Mỹ cũng phát đi cảnh báo về sóng nhiệt nguy hiểm, có thể gây ra nhiệt độ tăng kỷ lục ở các bang Washington và Oregon. Nắng nóng kéo theo nguy cơ về cháy rừng cũng như mực nước ở các sông hồ bị suy giảm. Mới đây, đại sứ Israel tại Mỹ, ông Gilad Erdan đã từ chức chỉ vài giờ sau khi đón Tổng thống Israel Reuven Rivlin đến Mỹ gặp Tổng thống Biden. Quyết định của ông Gilad Erdan đưa ra khi chính quyền Mỹ và tân thủ tướng Israel được cho là đối mặt với những vấn đề có thể gây ra bất đồng như khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015 và cuộc xung đột Israel-Palestine. Dự kiến cuộc gặp giữa Tổng thống Israel và nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thảo luận về những nỗ lực của Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và việc thành lập chính phủ mới của Israel. Theo một số nguồn tin, tại cuộc gặp, Tổng thống Biden sẽ khẳng định Mỹ và Israel chia sẻ mục tiêu chung và Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quyền phòng vệ của Israel. Các quan chức Mỹ cũng đang gấp rút thiết lập một cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và tân thủ tướng Israel trong những tuần sắp tới. Theo tờ Breitbart, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã thông qua đạo luật khí hậu với tỷ lệ 442 phiếu ủng hộ, 203 phiếu phản đối và 51 phiếu trắng. Đạo luật này đã nâng mục tiêu của EU là giảm lượng phát thải carbon từ mức 44% của năm 1990 lên đến 55% vào năm 2050. Nghị sĩ châu Âu J.T. Guteland cũng là thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội Thụy Điển nhận định, đó là một sự thúc đẩy thực sự so với mức hiện nay. Tôi thấy rằng điều đó sẽ đóng một vai trò ngày càng lớn hơn đối với châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, phần lớn các nghị sĩ châu Âu bảo thủ và dân túy đều phản đối đề xuất này. Nghị sĩ Ba Lan Anna Zielowska nhấn mạnh, thật thất vọng khi dự luật này được thông qua. Hiện tại chúng ta không có tiền để làm điều này. Nếu không có nguồn tài chính thích hợp, sẽ chẳng thể đạt được một sự dịch chuyển nào cả. Bà Zielowska cho biết thêm, dự luật về khí hậu với các yêu cầu và lệnh cấm, điều này sẽ không chỉ dẫn đến việc phát sinh các loại thuế mới, mà còn làm tăng chi phí sinh hoạt hàng ngày. Theo hãng tin AFP, nhà chức trách Campuchia vừa tịch thu một con sư tử do một công dân Trung Quốc nuôi làm thú cưng trong căn biệt thự ở thủ đô Phnom Penh. Theo đó, con sư tử được 18 tháng tuổi, nặng khoảng 70kg, được nhập khẩu từ nước ngoài. Vụ việc bị phát hiện sau khi người chủ này đăng video nuôi sư tử lên ứng dụng TikTok. Trong một bài đăng trên Facebook, Wildlife Lion, tổ chức phi chính phủ về giải cứu động vật hỗ trợ vụ đột kích trên, cho biết điều kiện bên trong một nơi ở riêng tư như trên không thích hợp dành cho động vật hoang dã.
Ngoài ra, răng nanh của con sư tử này đã bị cắt bỏ cùng với móng vuốt của nó. Điều này làm suy giảm trầm trọng chất lượng cuộc sống của một con sư tử. Con sư tử sẽ được đưa tới trung tâm giải cứu động vật hoang dã Phnom Tham Mau ở ngoài ô Phnom Penh. Tuy nhiên, không rõ người đàn ông Trung Quốc có bị phạt vì hành vi của mình và liệu ông có được cấp quyền tới thăm con sư tử hay không. The Hindustan Times đưa tin, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dự kiến sắp có mặt tại vịnh Penghat trong tháng 7 và tập trận cùng lực lượng Ấn Độ tại khu vực này. Nhóm tác chiến HMS đã rời khỏi Anh vào cuối tháng 5, bắt đầu chuyến hải hành dài 28 tuần với tổng hành trình di chuyển dài khoảng 26.000 hải lý, khoảng 48.000 km như một thông điệp khẳng định sức mạnh của Hải quân Anh. Liên quan chuyến ra khơi lần này, chính phủ Anh vừa công bố tàu HMS Queen Elizabeth vào ngày 22 tháng 6 đã tổ chức cho chiến đấu cơ F-35 của cả nước này lẫn Mỹ xuất kích để tấn công một số mục tiêu của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Trong chuyến hải hành hiện tại, HMS Queen Elizabeth có chở theo cả chiến đấu cơ F-35 của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và binh sĩ Mỹ. Về tình hình dịch bệnh thế giới, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 311.000 ca mắc mới và thêm hơn 6.000 ca không qua khỏi. Ấn Độ hiện là quốc gia hứng chịu thảm họa đại dịch nghiêm trọng thứ hai thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27 tháng 6 kêu gọi người dân khắc phục tâm lý ngần ngại và đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại khi nhiều bang đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta có tỷ lệ lây nhiễm cao. Tại Đông Bắc Á, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường mới của đất nước với các quy định mới về giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động tập trung đông người và cho phép tăng thời gian hoạt động của mọi loại hình dịch vụ. Tại Nam Phi, trước tình hình dịch bệnh bùng phát dữ dội với trung bình hơn 15.000 ca mắc mỗi ngày, Tổng thống Nam Phi ngày 27 tháng 6 đã quyết định nâng mức phong tỏa toàn quốc lên cấp độ 4, dưới cấp độ cao nhất một bậc trong vòng 14 ngày tới. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Wondermeter về các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 181.899.735 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 3.939.936 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 166.409.554 ca. Trên đây là những tin tức của bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay về chủ đề gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị thân mến, cao thủ thực sự giải quyết tâm tình trước, sự tình sau. Muốn thành công phải có tĩnh khí. Trước những sự việc khó xử trong đời, bạn thường chọn cách giải quyết như thế nào để cục diện trở nên tốt đẹp? Cao thủ thật sự là khi xử lý một việc gì đó thì xử lý tâm tình trước, công việc sau. Phân tích trạng thái tâm lý trước mới đến phân tích bản thân sự việc ấy. Học cách trầm mặc, đôi lúc bạn bị hiểu lầm nhưng lại không muốn cùng người khác tranh luận. Bạn cảm thấy bản thân không cần thiết phải giải thích cùng cả thế giới, vì vậy bạn lựa chọn trầm mặc. Thậm chí, người hiểu lầm bạn có thể là người bạn yêu thương nhất, bởi vì họ không tin bạn, khiến bạn đau lòng, thất vọng đến mức không muốn giải thích. Bạn sẽ lại lựa chọn trầm mặc. Trong cuộc đời này, luôn có những thời khắc khiến chúng ta không biết phải nói gì mới đúng. Những lúc nhiều lời cũng vô ích, thì trầm mặc có lẽ là cách giải thích tốt nhất. Học cách cúi người cũng có thể nhận được thu hoạch bất ngờ. Khi cùng người khác phát sinh ý kiến bất đồng, thậm chí là xung đột trong lời nói, khiến bản thân khó chịu không vui, bạn sẽ cảm thấy đều là người khác sai, người khác có ác ý. Bạn hãy về nhà lau sàn, cầm lên một chiếc rẻ lau, cong eo, cúi người, hai đầu gối chạm đất, lau sạch tất cả các ngõ ngách trên sàn. Sau đó bình tĩnh suy ngẫm lại mỗi một lời nói mà bạn đã nói qua. Bạn sẽ phát hiện bản thân cũng có chỗ không đúng, dần dần bình tâm lại, có phải không? Có những lúc bạn bắt buộc phải học cách cúi người, bởi vì động tác này sẽ khiến bạn nhún nhường, nhẫn nhịn. Trong lúc thân thể lao động, đồng thời bạn cũng sẽ lau sạch đi những cảm xúc trong trái tim mình. Đừng nghĩ đến nếu như lúc đầu. Trong cuộc sống này chúng ta đều không ngừng lựa chọn. Nếu chỉ là lựa chọn giữa ăn cơm rang hay mì xào thì không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng lựa chọn nên học ngành nào, làm công việc gì, có nên kết hôn hay không. Những việc quan trọng như thế này, một khi bạn đưa ra lựa chọn, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Bạn hãy ít nói những câu như
nếu như lúc đầu thế này, thế kia thì bây giờ sẽ không như vậy. Bởi vì mỗi một sự lựa chọn đều không có đúng hoặc sai, chỉ cần xem cuộc đời như một sáng tác độc nhất vô nhị của bản thân là được rồi. Chỉ cần nỗ lực, mặc kệ thành công hay thất bại và duy trì sự đơn thuần. Bởi vì bản thân suy nghĩ quá nhiều mà khiến cho cuộc đời thêm phức tạp. Rõ ràng bạn đang sống trong hiện tại nhưng lại luôn luôn tưởng nhớ về quá khứ, lại lo lắng cho tương lai. Như vậy chỉ khiến cho cuộc đời bạn bị kéo vào bùn nước. Thật ra, đơn thuần giống như làn da cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, chỉ là khoang mũi ngửi được hương thơm của hoa cỏ sau khi trời mưa, là một bức họa cận cảnh núi non ở nơi xa ngàn trùng. Hãy sống đơn thuần trong hiện tại, mà hiện tại thì không có thật giả, không có thật giả không phải là một giấc mộng sao? Phải, chỉ cần bạn đơn thuần đem cuộc sống xem như một giấc mộng mà tiếp tục là được rồi. Ngày hôm nay có lẽ bạn không vui, bởi vì có người dùng lời nói đả thương bạn, mà bạn không muốn cãi nhau, cho nên lựa chọn rời khỏi. Có điều vẫn rất tức giận trong lòng. Nhưng bạn không biết rằng, trong lúc đang tâm phiền ý loạn thì thời gian vẫn cứ trôi qua, mà nhiều chuyện cần phải xử lý đều bị bạn xem nhẹ, quên đi mất. Điều này đang làm lãng phí thời gian của bạn. Hơn nữa, còn là sự lãng phí vô cùng xấu. Đặc biệt là khi tức giận sẽ làm tổn thương nguyên khí. Cho nên, người thông minh không nên để bản thân bị cảm xúc khống chế. Trước lúc bạn tức giận, cần nghiêm khắc nhắc nhở bản thân không được lãng phí nữa. Người ta nói, chuyện trên đời 8-9 phần là không như ý. Ngẫm lại mới hay, câu ấy quả là ý vị thâm sâu khôn lường. Trong cõi nhân sinh, chuyện buồn thì nhiều, niềm vui là ít. Đời người có chăng chính là một bể khổ, hết nỗi đau này lại đan xen niềm bất hạnh khác. Ai bảo là người là sướng cơ chứ? Nhưng xoay ngược lại mà nhìn thì làm người cũng thực vui sướng. Phật gia giảng, nhân thân nan đắc, thân người khó được. Trong kiếp luân hồi vô tỷ năm tháng đằng đẵng kia, đắc được thân người chính là một phúc báu. Trong Tây Du Ký, bàn luận về cõi phù sinh kiếp người, Đường Tăng từng cảm thán mà rằng, nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên. Nghĩa là, thân người khó được, trung thổ khó sinh, chính pháp khó gặp. Nếu được cả ba điều ấy, thì thực may mắn lắm thay. Có được thân người, lại được nghe Phật Pháp, thì chính là vinh hạnh mỹ diệu của sinh mệnh vậy. Như thế, đời người là sướng hay khổ, là sầu não hay vui tươi, là khổ đau hay hạnh phúc, thầy đều là tự mình quyết định. Tâm thái của bạn thế nào thì bạn sẽ có được một cuộc đời như thế ấy. Tâm càng rộng rãi khoáng đạt bao nhiêu thì sự đời càng nhẹ nhàng thanh tịnh bấy nhiêu. Thế mới hay, hoa rụng không tiếng động, tâm tĩnh vạn sự yên. Trước khi tạm biệt quý vị, Hồng Nhung muốn chia sẻ một phương pháp tốt cho cả tâm lẫn thân và hoàn toàn miễn phí, đó là luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Đường link hướng dẫn chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Những chia sẻ vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi. Nếu yêu mến chúng tôi, hãy like và đăng ký kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin trưa nay với biên tập viên Ánh Nguyệt trên kênh Người Đồng Hành.